cờ tướng tinh hoa, được phát triển bởi Học Cờ Tướng Online. Luôn đi trong đam mê, cùng cộng đồng cờ tướng Việt Nam. Xin kính chào quý vị và các bạn yêu cờ. Trong video này, kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn phần biên bản về một trận tranh tài của hai cao thủ hàng đầu của làng cờ tướng Trung Quốc. Bên đỏ Điện Tiên, Thiên Mã Vương Mạnh Thần, một danh thủ khét tiếng, thi đấu cùng Uông Dương Hiệp Khách ở làng cờ kỳ Vương Trung Hoa. Và đầu trên diễn ra trong khuôn khổ vòng hiệp thứ 2 của giải đoạn chung kết giải cờ tướng Đại hội Thể dục Thể thao Trung Quốc năm 2021. Xin kính mời quý vị và các bạn đón xem.吃 吃将军 吃将军 吃
吃 将军 Và sau tình huống cờ binh 7, binh 6 đến từ biên tiên của Thiên Mã Vương Mạnh Thần thì hai cao thủ cũng đã đồng ý ký hòa trong hướng trận cờ trên. Mặc dù bên đỏ có thế hơn mã, tuy nhiên không thể thắng được hệ thống cờ phòng thủ khá chất lượng đến từ bên đen của Ung Dương Hiệp Khách trong trận đấu trên. Kênh Cờ Tướng Tinh Hoa vừa gửi tới các bạn phần biên bản về ván cờ trên của hai danh thủ cũng rất mạnh của làng cờ tướng Trung Quốc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.